Hạnh phúc không đơn giản là có một cuộc sống bình yên chỉ cho bản thân, mà là khi chúng ta được chia sẻ, đồng hành cùng người thân yêu. An tâm song hành, sản phẩm bảo hiểm tiền phòng từ Daiichi Life Việt Nam, tích hợp trọn vẹn các yếu tố bảo vệ, tiết kiệm và đầu tư. Bảo vệ thêm một người thân với quyền lợi bảo hiểm tai nạn mà không tăng phí, cùng các khoản thưởng hấp dẫn giúp gia tăng giá trị tài khoản hợp đồng theo thời gian. Hạnh phúc là có đôi, bảo vệ cũng cần song hành. Bên cạnh quyền lợi tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, bảo vệ cho người được bảo hiểm với hai lựa chọn: quyền lợi bảo hiểm cơ bản và quyền lợi bảo hiểm nâng cao. Daiichi Life Việt Nam sẽ bảo vệ thêm một người thân cùng với người được bảo hiểm cho quyền lợi tử vong do tai nạn, 20% số tiền bảo hiểm trường hợp tử vong do tai nạn, 50% số tiền bảo hiểm trường hợp tử vong do tai nạn đặc biệt. Người được song hành bảo vệ là bên mua bảo hiểm hoặc vợ, chồng, con của bên mua bảo hiểm sẽ không cần đóng thêm phí bảo hiểm và được miễn thẩm định sức khỏe. Với bảo hiểm an tâm song hành, bạn được một lần miễn thẩm định sức khỏe khi tăng số tiền bảo hiểm vào các sự kiện đặc biệt, kết hôn, sinh con, còn vào học cấp 1, cấp 2, cấp 3, cao đẳng hoặc đại học. Sản phẩm bảo hiểm an tâm song hành giúp gia tăng giá trị tài khoản hợp đồng của bạn theo thời gian, đều đặn và mỗi 2 năm kể từ ngày kỷ niệm năm hợp đồng thứ tư trở đi, bạn sẽ được nhận khoản thưởng duy trì hợp đồng tương đương 2% giá trị tài khoản hợp đồng trung bình của 24 tháng liền kề trước đó. Hơn thế nữa, vào ngày kỷ niệm năm hợp đồng thứ 10 và 20, bạn sẽ được nhận khoản thưởng gắn bó dài lâu tương đương 10% giá trị tài khoản hợp đồng trung bình của 120 tháng liền kề trước đó. Với bảo hiểm an tâm song hành, tài sản của bạn luôn được tích lũy an toàn và hiệu quả thông qua các hoạt động đầu tư minh bạch của quỹ liên kết chung. Ngoài ra, bạn có thể chủ động đóng thêm phí bảo hiểm với tối đa 5 lần phí bảo hiểm cơ bản mỗi năm để gia tăng tích lũy. Linh hoạt lựa chọn mức phí đóng theo khả năng tài chính kể từ năm thứ 5 của hợp đồng, hoặc rút tiền một phần từ giá trị tài khoản hợp đồng khi có nhu cầu và nhận lại toàn bộ giá trị tài khoản hợp đồng khi đáo hạn. Với bảo hiểm an tâm song hành, bạn được linh hoạt chọn lựa thời gian bảo vệ tùy theo mục tiêu và kế hoạch tài chính của gia đình. Dù là chuẩn bị cho con vào đại học hay tận hưởng cuộc sống an nhàn khi về hưu, giúp bạn và gia đình quẳng gánh lo âu, vui sống trọn vẹn và cùng nhau kiến tạo tương lai. An tâm song hành, chu toàn bảo vệ, vẹn toàn yêu thương. Liên hệ ngay để chu toàn bảo vệ cho bạn và gia đình.